Hello, xin chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để mà đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như là để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư ngày mới nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì Biển Xanh xin tiếp tục chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới, đó là một lô đất trồng cây nằm cách mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 chỉ khoảng 200m, và khu vực này thì dân sinh nhà cửa người ta cũng đã ở khá là nhiều. Vị trí của lô đất ngày hôm nay thì nó thuộc là ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 7 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành là khoảng 34 km quý anh chị nhé. Và sản phẩm ngày hôm nay Biển Xanh giới thiệu đó chính là tính từ cái trụ cột mốc hàng gạch này, mình đo ngang sang đụng vào với cái nhà bên kia luôn là 20, và dài sâu xuống dưới nó là 30, tổng trên sổ là 593m2. Lô này là hướng bắc quý anh chị nhé, và lô này là đất trồng cây, rất là thuận lợi cho những quý anh chị mình đi tìm đất lớn để mà phân lô bán nền. Thì cái lô này mình cũng phân mua và mình có thể là lên thổ cư, chuyển đổi mục đích sử dụng lên thổ cư, và mình cũng phân ra được là khoảng 5 lô đó quý anh chị. Ở cái khu vực này giá bán rẻ rẻ thôi là cũng khoảng 650 trên một lô, là mình cũng đã nhìn thấy cái lời ngay trước mắt rồi quý anh chị nhé. Và cái lô lớn này đang có giá là 2,2 tỷ do chủ đất cần tiền cho nên muốn bán nhanh, bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu ra sổ mới cho chúng ta quý anh chị nhé. Giá này là giá không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa, giá sẽ bao ra sổ mới cho chúng ta. Lô này nó là hướng bắc, ngang 20, dài 30, và tổng diện tích trên sổ nó là 593m2. Và cái đường này thì xe hơi là chạy vào được tới đất đâu quý anh chị. Cách mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 chỉ khoảng 200m. Khu vực này cũng đã có nhà ở dân sinh rất là đông rồi, chứ không phải là thưa thớt quý anh chị nhé. Và cái lô này ngang 20, dài 30 rất là thuận lợi cho quý anh chị mình có thể là xây dựng nhà trọ hoặc là xây biệt thự vườn rất là đẹp. Ngang 20, dài 30, một diện tích cũng khá là lớn quý anh chị, 593m2. Hoặc là những quý anh chị mình mua để xây nhà vi bằng để bán, hoặc là có thể mua để mà phân lô bán nền cũng được là khoảng 5 nền đó quý anh chị nhé. Ngang 20, dài 30, rất là vuông vức đẹp đẽ. Nó thuộc là ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Hướng bắc cái khu cái lô này cũng khá là mát quý anh chị, rất thuận lợi để quý anh chị mình có thể mua xây biệt thự vườn hoặc là kinh doanh xây phòng trọ. Giá khá là rẻ, chỉ có 2,2 tỷ. Và đất này là đất trồng cây quý anh chị nhé. Mình mua nếu mà mình muốn xây dựng thì mình có thể là chuyển đổi mục đích sử dụng, tách thửa ra, và mình cũng có thể là xây dựng nhà vườn, hoặc là mình có thể là bán nền với những cái nền nhỏ là ngang 4, dài 30. Nó tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ở cái khu vực Mỹ Hạnh này thì những cái lô đất lớn vuông vức bây giờ là không còn nhiều đâu quý anh chị. Do đó mà khi gặp được những cái lô đất lớn vuông vức đẹp đẽ như thế này mà những quý anh chị nào đang ấp ủ nhu cầu mua để phân lô bán nền, hoặc là mua để cho đất nó rộng mình có thể là làm nhà vườn, biệt thự vườn, thì xem được clip này của Biển Xanh còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh, số điện thoại 0377304018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Ở cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này nó nằm tựa lưng và liền kề với thành phố Hồ Chí Minh, do đó mà ít nhiều nó cũng được hưởng lợi từ những cái dự án hạ tầng giao thông đô thị mở rộng của thành phố Hồ Chí Minh. Và cái nơi đây thì nó lại là cái vùng trọng điểm kinh tế kết nối giao thương giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh, do đó mà cái việc mà kinh tế ở đây đang phát triển rất là mạnh, đồng thời là cái việc mà dân nhập cư hàng năm vào cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này nó đang tăng rất là cao, tăng cao nhất so với cả tỉnh Long An. Mà con người đông đúc thì nhu cầu về nhà ở cũng sẽ tăng lên rất là nhanh. Bao bọc xung quanh đây thì có vô cùng là nhiều các cái khu công nghiệp lớn như là Nhị Xuân, Xuyên Á, Hoàng Gia, khu công nghiệp Đức Hòa 3, Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn. Do đó mà lượng người lao động người ta tập trung về khu vực này để làm việc rất là đông quý anh chị nhé. Nơi đây đang có cái tiềm năng phát triển rất là mạnh.
Chỉ từ 3 năm trở lại đây thôi thì ở cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này giá đất cũng đã tăng lên rất là nhanh, tăng một cách chóng mặt quý anh chị. Bởi vì nơi đây nó có cái khoảng cách vị trí địa lý đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là gần. Do ở thành phố Hồ Chí Minh những năm gần đây thì giá đất đã liên tục leo thang và nó đã leo lên một cái mức quá là cao rồi. Do đó mà thu nhập của người dân không thể mua nổi được ở thành phố Hồ Chí Minh thì người ta đành phải ra những cái vùng ven ngoại thành như là ở Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Cho cái giá nó mềm, rẻ và vừa với túi tiền mà nó lại có cái khoảng cách địa lý gần với thành phố Hồ Chí Minh để những quý anh chị mình vừa tiện lợi đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh và vừa có nơi an cư lập nghiệp tốt. Hoặc là chúng ta có thể làm ở cái khu vực Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An này luôn cũng được, bởi vì nơi đây có rất là nhiều các cụm và khu công nghiệp lớn nhỏ, do đó mà cái vấn đề về công ăn việc làm cũng rất là dễ dàng cho quý anh chị. Biển xanh xin được nhắc lại, cái lô đất này là ngang 20 dài 30, nó là đất trồng cây hướng Bắc và tọa lạc tại ấp Rừng Xến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách mặt tiền đường nhựa tỉnh lộ 9 chỉ 200m, và giá của lô này chỉ có 2,2 tỷ là bao sang tên công chứng, đóng thuế phí các kiểu cho chúng ta. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì còn chần chừ gì mà không nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị mình sở hữu ngay cái vị trí của lô đất này quý anh chị nhé. Kính chúc toàn thể quý anh chị quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.